Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày mới an lành nha các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ trồng lại cái cây sứ Kỳ Duyên rồi các bạn. Thì cây này vừa rồi mình có về mình vừa rồi mình nâng nó lên, nó mình thấy rễ của nó như vậy nè các bạn. Thì mình nghĩ là thôi để xếp lại rễ nôm cho nó. Vừa rồi rễ nó mọc cũng không có được đẹp đâu, thành thử ra mình định nâng đôn củ lên thôi, nhưng mà cuối cùng mình phải xử lý nó luôn rồi các bạn. Đó, các bạn thấy mình cắt hết rễ nó không? Rễ mình cắt sâu tới trong luôn nè. Đó là mình xử lý rễ nó, mình cắt sâu hết vô trong rồi mình xả tàn, xả nhánh nó, xả ngọn cho nó. Rồi hôm nay là nó mềm cũ rồi, thì hôm nay mình sẽ xếp lại cho nó. Thì vừa rồi mấy cái chỗ này nó khoảng cái này nó khoảng trống nha các bạn, nó không có rễ. Cái này thì rễ nằm bên này, cái rễ nó nằm bên này, còn hai cái rễ này nằm tút bên trong á. Thì vừa rồi mình có kéo nó ra rồi. Đó, mình kéo nó ra thì mình sẽ trồng lại làm sao để cho nó thành cái rễ nôm nha các bạn. Mình xếp rễ nó. Đó, mình muốn cái cây nó đẹp và bộ rễ nó đẹp và rễ nôm thì mình phải phơi nó một tuần rễ để cho nó mềm. Và mình mới trồng lại cho nó nha các bạn. Bây giờ hôm nay mình tiến hành trồng nó đây. Đây là các bạn, cái này là cái chậu mình trồng nó lại đây. Thì các bạn muốn làm rễ cho nó thì các bạn phải vô một cái ụ đất nó bày này nha các bạn. Nó giống như cái ổ mối cho nó mô ở giữa lên. Để mình cắm cái cây vô, mình xếp cái rễ cho nó chung quanh đó các bạn. Thì nó mới ra được bộ rễ nôm nha các bạn. Chứ còn mình cứ không làm cái ụ này á, mình cứ xếp bình thường cho nó vô rồi mình cho đất vô thì nó không xếp được đâu. Đây là cái cây nó đây. Đó, ngày hôm nay là rễ của nó mềm hết rồi. Các bạn thấy rễ nó mềm không? Thì tha hồ mình xếp nha các bạn nhé. Cái này lúc trước này, chỗ này nó trống trơn nè, rễ nó vắt qua đây. Còn rễ này nó cũng vắt qua đây. Còn cái này nó nằm vô trong này, không có thấy rễ đâu. Đó, hai cái rễ nó qua hai bên nè. Thì nếu mà hồi vừa rồi mình mà nâng củ nó lên, nâng củ lên mà mình không có phơi nó, mình xếp rồi mình trồng luôn đó, thì nó không có được bộ rễ như ý của mình đâu. Tại vì vừa rồi mình thấy là rễ của này nó nhiều nè, thì có thể là mình xếp được rễ nôm, cho nên là mình các bạn thấy mình cũng đã xả tàn. Đó, cái nhánh nào mà già thì mình xả ngọn luôn rồi các bạn. Còn mấy cái nhánh nào mà nó non đó, thì mình để ngọn lại. Đó, thường là xả tàn thì các bạn thấy mấy cái nhánh non thì các bạn cứ để lại nhé, đừng có xả nó đầm tược ra, nó không có khỏe đâu. Còn nếu mà xả thì xả mấy cái nhánh nó già vậy nè. Đó này mình cũng xả một số nhánh già, còn số nhánh non mình để. Thì hôm nay phơi cũng được 5-7 ngày gì rồi. Này là mình thấy nó mềm rồi, hôm nay mình tiến hành mình trồng nha các bạn. Thì đây cái này là đắp thành cái u rồi. Bây giờ mình sẽ xếp rễ nó nha các bạn nhé. Cái chậu này là chậu 10 lớn nữa các bạn. Nếu mà đúng ra là mình phải trồng cái chậu 12. Nhưng mà thôi mình xếp cho rễ nó vô đây để cho nó mình xếp một cái chậu cho nó vừa vặn như vậy thì nó khỏe cây hơn các bạn. Thì được một thời gian đó, nếu mà mình muốn sang chậu thì mình để một thời gian cho nó phát triển khỏe đi. Rồi mình để cho nó rễ của nó phát triển cứng cáp rồi mình mới cắt nước. Cái mình nhấc nguyên cái bầu đất qua, mình đưa qua chậu 12 nha các bạn. Cái này chừng thời gian ngắn là mình lại xếp qua chậu 12 à. Đó, cho nên là hôm nay là mình trồng một cái chậu 10 lớn trước cái đá. Thì đó, giờ là ở giữa nó là cái ù nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xếp để cho nó. Đó, mình xếp cho nó thành bồ để nôm. Mấy cái cây rồi các bạn muốn có bồ đế nó đẹp á thì mình phải nhổ nó lên, mình xử lý như vậy thì nó mới có bồ đế đẹp nha các bạn. Nè, như cái này nè, đó mình phải đưa nó ra ngoài, mình xếp nó ra ngoài. Mình cứ cho chất chồng vô rồi để mình lấy chất chồng nó mình chêm nó các bạn. Mình cứ đắp cái u ở giữa là mình cho nó vô, là mình băng hết cái đế nó qua hai bên là được rồi. Đó, bây giờ là mình sắp xếp rễ nó. Cái rễ này thì chỗ này nó thiếu rễ, nó ngắn quá nè, nhưng mà mình sẽ xếp cho nó để mai mốt cái rễ này nó lớn luôn. Lúc các bạn xử lý bồ đế nó, các bạn cứ cắt thật sâu vô nha các bạn. Các bạn cắt sâu vô để cho cái vết cắt nó lớn luôn đó. Thì cái vết cắt nó lớn như vậy thì sau này nó mới phát rễ khỏe nha các bạn. Chứ còn nếu mà các bạn cứ để mấy cái đế nhỏ nhỏ như vậy nè là nó rễ nó ra yếu lắm, nó không có đủ sức mà nó lên khỏe cây đâu nha các bạn nhé. Đó, các bạn cứ cắt sâu vô. Đó, như mấy cái đế nhỏ vậy nè là nó không phát triển khỏe được, thì các bạn phải cắt cho cái đế cho nó, nãy mình quên mình không có để cho các bạn xem là cái hôm nay mình có là những cái đế mình phải cắt cho sâu để cho nó lớn cái đế ra nha các bạn, thì lúc đó nó mới ra một chùm đế đấy, thì cây nó mới phát triển khỏe. Đây là các bạn thấy là cái đế của nó, thì mình cắt sâu lên tới đây cho nó cái đế nó lớn lên nha các bạn nhé. Đây là những cái đế là mình xả nè. Đó, còn những cái chùm này là mình cũng xả là từ cây nó ra nè, thì các bạn phải xả lớn như vậy để nó mới ở cái rễ nó mới ra một chùm rễ, rễ cám thì nó mới nuôi được cây cho nó khỏe các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn mà để như cái rễ này nè, đó như cái mấy cái rễ này mà các bạn để mà các bạn trồng lại thì nó không phát triển được đâu nha. Cho nên nó mình xả sâu nó vô để cho nó cái rễ mà nó còn dính ở cây nó to cái rễ nó mới phát triển khỏe được cái bồ đế sau này. Đó, các bạn thấy là cái chỗ này là lúc trước là không có rễ nè. Nó cái rễ này nó nằm qua bên này, cái rễ nằm qua này, rồi cái rễ này nó nằm tút bên trong các bạn, thì bây giờ mình lôi ra nó mềm rồi nè. Đó, bây giờ mình thao mình xếp thành bồ đế nôm như các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu mình kéo rễ này qua nè, kéo cái rễ này qua. Nó chỗ nào thiếu thì mình đắp cho nó đầy. Chỗ nào nó dày quá thì mình kéo nó bớt ra, còn chỗ nào thiếu thì mình kéo cái đế ở chỗ khác mình đắp vô cho nó đều nha các bạn nhé. Đó, giờ mình cho nó thành một cái đế nôm rồi nè các bạn. Chỗ này là nó chưa có thì mình đó, mình kéo nó ra. thì mình xử lý nó như vậy thì nó sẽ gián đoạn cái sự phát triển của nó nha các bạn. Nhưng mà đến lúc mà nó phát triển ít bữa nó phát triển ra được là nó phát triển rất khỏe nha các bạn nhé. Các bạn cứ yên tâm mà xử lý nó. Lúc nó đã chịu phát triển rồi á, rễ nó, cái cám nó ra ngon lành rồi, nó phát triển khỏe lắm. Nó đang bị ức chế mà các bạn ạ. Nó bị cắt rồi, nó đang bị khát nước. Đó, lúc mà giờ nó đâm tược nó bay ra rồi nó phát triển rồi thì mà giờ cái này giờ mình đừng không có tưới gì nha các bạn. Trồng bô như vậy là không có tưới, mình cứ để mình pha cái Atonic cho nó hoặc là bên N3M các bạn. Đó thì mình cũng tưới nó cái Atonic kích rễ nó chừng 2 lần thôi, tuần lễ mình tưới lần chứ không có tưới nước tưới gì nha các bạn nhé. Còn trên này thì có thể mình pha Atonic vô cái bình mình xịt phun sương cho nó để nó kích chồi kích đọt nó ra cho nó khỏe. Ở dưới thì nó kích rễ, cái Atonic nó cũng kích chồi kích rễ kích lá luôn nha các bạn nhé. Tược này kia là mình xịt cái Atonic lên trên là nó cũng phát triển đó. Đó, bây giờ mình sửa kéo bộ rễ nôm cho nó rồi nè các bạn. Thì chỗ này mai mốt có thể là rễ nó lớn lên. Đó thì nó sẽ đều bộ rễ, nó thành một cái rễ nôm nha các bạn nhé. Chỗ này là hơi bị thiếu rễ nè. Có thể là mình sẽ đắp thêm đất, mình kéo nó qua để cho cái này nó phát triển. Cái này giờ muốn khỏe nữa thì mình sẽ đắp đất lên trên như vậy thì bộ rễ này nó phát triển khỏe nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái miếng mũ rồi mình cho đất vào trong nữa. Thì bắt đầu là nó sẽ đất chất chồng nó ôm lấy cái bộ rễ này thì mấy cái rễ con này nó phát triển rất khỏe nè. Cái này nè. Nếu mà để nó chống trơ như vậy thì nó phát triển yếu. Nó lâu lớn được, nhưng mà các bạn bè cái miếng kia lên. Đó, bè giống vậy nè các bạn. Đó, bè giống vậy thì các bạn cho chất chồng vô, chất chồng nó sẽ ôm lấy cái bộ rễ nhỏ của nó rồi nó sẽ mau phát triển nha các bạn nhé. Thì mình cũng chia sẻ vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đó mình bè nó lại rồi mình đắp thêm đất vô. Đó, như cái này mình mới xử lý xong mình trồng lại nè các bạn, mình sửa lại bộ rễ nôm cho nó nè các bạn. Vừa rồi mình thấy bộ rễ của nó không được đẹp, mình định là đôn củ nó lên thôi, nhưng mà cuối cùng mà mình phải xả tàn xử lý nó để kéo rễ nó ra, nó làm sửa xếp lại bộ rễ nó. Nếu mà muốn xếp được bộ rễ thì mình cũng phải nhổ nó lên rồi mình phơi 1 tuần để cho rễ nó mềm mình mới xếp được nha các bạn. Rồi nếu mà trồng lại thì các bạn đừng có tưới, đừng có vô phân liền cho nó. Đợi bao giờ mà tược của nó, lá của nó ra thật tốt rồi, tược nó ra rồi thì lúc đó các bạn mới xịt cái phân đầu trâu 501 cho nó. Rồi bón phân hữu cơ rồi tưới bình thường. Còn giấc này là cái này là bây giờ nó đất nó hơi ẩm ẩm thôi nè. Là mình không tưới nó, mình để vậy hoài nha các bạn. Thì 1 tuần sau bắt đầu mình mới tưới Atonic. Tưới xong mình cũng vẫn ngưng, rồi 1 tuần nữa. Cách tuần là mình lại tưới Atonic lên lần nữa, là chỉ có tưới 2 lần thôi, là lúc đó là tược nhánh nó rễ của nó phát triển rồi. Thì sau này lá nó ra to khỏe rồi bắt đầu là mình mới bồ phân, bồ xịt nước đều cho nó nha các bạn, tưới nước đều cho nó. Thôi mình cũng xin chào tất cả các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video mình bổ ích thì nhớ like và chia sẻ kênh cho mình nhé, để ủng hộ mình nhé các bạn. Rồi các bạn nhớ bấm vô chuông để có cái clip nào mà mình đăng lên á, nó sẽ thông báo đến các bạn sớm nhất cho các bạn nhé. Và mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thành công.